Hello, xin chào mọi người, lại quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Giờ đang đi chợ các bác ạ. Giờ em đang đi chợ mà qua khỏi cái đoạn đường khó rồi. Qua khỏi cái đoạn đường khó rồi, bây giờ đến cái đoạn toàn đi theo suối. Ôi, dính đất hết, bây giờ đang rửa đây. Cái của em thì mặc kệ nó. Dính đất ghê. Nhưng mà cũng may là cái đoạn này nó có đi theo cái con suối cho nên là nó khắc tử dựa nó chả phải dựa nó. Đặt bạn đây. Chả có phải dựa ký đâu. Dựa ký là tí về lại dính không à. Hôm nay cùng ông anh này đem cái xe mà bây giờ đang rửa này đi bán mọi người ạ. Tôi xích rồi. Có được không? Dính bùn nhiều quá cho nên là nó bị tuột xích. Đi từ từ thôi, đợi nhau ấy. Đi lại tuột xích ấy. Ui chết quá. Điện thoại và tai thường lái này nó sụp quá. Tí nữa đổ. Đó. Ông kia đi lên trên rồi. Em vẫn còn đi. Đã qua khỏi cái đoạn là khó rồi. Ây da. Tí nữa cái điện thoại đã rơi xuống nước. cái điện thoại rơi xuống nước. Tí nữa ngã cái điện thoại rơi xuống nước mọi người. Tôi xin à. Tí nữa thì ngã xuống suối. Tôi xin à. Cái xin nó trùng quá. Ôi. Xin nó trùng như thế này đi sao được. Ghê không? Đặt bán đầy rượu. con của em đặt cũng bán đầy nhưng mà đi qua cái con suối nó khát tự rượu nó bây giờ cũng đỡ. Đây xăm ngá ở đây. Nắng được vài hai ba hôm lại mưa tiếp mọi người ạ. Nắng được vài hôm đường đã dễ đi mà bây giờ lại mưa đấy. Lại khó đi nữa. Khổ ghê. Ồ con trâu ấy to chưa. Trâu ấy chưa. To chưa. Đem đi bán. Đem cái con này đi bán. Đây là phải đi theo sau để tí còn bán xong thì ông anh còn có xe mà về.
trâu ấy to thế kìa. To. Trâu to thế. To. Con này chắc của bà con gần đây. Ôi, đi. Để ông kia đi vào. Ok, bây giờ gần đấy là đường nhựa. Qua khỏi cái đoạn đường ám ảnh. Xong hết. Ngập ngập cái tận đấy, ngập máy luôn. Nó rượu rượu này. Con đang khác không? Mọi người thấy không? Nước sâu thật đấy. Dịch ra thế rồi. Trời ơi. Cái này mình được xấu thế. Đặt bán lên dưới khắp nơi. Ok, tạm thời thế thôi mọi người ạ. Nếu nó còn bán vào người nữa. Mình gặp cậu đây này. Chụp kiểu anh ạ. Thế đi lên. Đây trên này là ngay cái đường nhựa, nó ngay bên trên này nha mọi người. Cái này thôi, anh sẽ cậu nhìn video nhé.